Hello, xin chào bạn. Chào mừng bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Phúc Trịnh Official. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn một con app kiếm tiền hoàn toàn là miễn phí nha. Con app này kiếm được tiền thật và cực kỳ uy tín. Con app này có tên là Royal Fishing. Nếu như bạn chưa tải app này về thì hãy lên CH Play hoặc là App Store của bạn để tải để con app này về. Mình đã tải về rồi nên là mình sẽ mở được lên luôn. Con app này vừa mới cập nhật phiên bản mới cho nên là nó cực kỳ là uy tín luôn. Nó trả tiền thật cho người chơi. Chơi con app là như thế nào thì đây sẽ là giao diện chính của con app này. Đầu tiên mình xin giới thiệu cho bạn đó là phần hình hộp quà này, nó là phần mã giới thiệu. Đấy, thì cứ mời được 100 friend thì bạn sẽ được là 5 đô la. Mã giới thiệu của mình là T2S CE8K. Mình nhắc lại là T2S CE8K. Vì sao bạn phải nhập mã giới thiệu của mình? Vì khi bạn nhập mã giới thiệu của mình thì bạn mới mở ra được cái phần Freedom. Freedom là phần rút tiền. Ở đây mình đã chơi được là 76,27 đô la. Min rút là 100 đô la, rất là cao, nhưng mà con app này là hoàn toàn trả tiền thật cho người chơi. Đấy, 76,27 đô la PayPal và mình chơi được là 62,91 đô la Google Play. Thì con app này rút tiền như thế nào? Bạn cứ đủ 100 đô la, bạn sẽ được rút tiền về tài khoản PayPal của bạn và nó hoàn toàn trả tiền thật cho người chơi nha. Trả tiền thật. Tiếp theo là đến cái chậu cá. Chậu cá này là những con cá mà bạn câu được ấy, thì khi mà bạn câu đủ 46 con cá khác nhau thì bạn sẽ được rút 100 đô la nha. Bạn chơi min đủ, bạn kiếm đủ 100 đô la, bạn sẽ được rút tiền và bạn câu được 46 con cá khác khác loại thì bạn sẽ rút được là 100 đô la nữa. Đây là một cách kiếm khá là hay nha. Mình đã chơi được 23 con cá rồi. Mình chỉ cần chơi được 23 con cá nữa là mình sẽ rút được 100 đô la. Đây là những cái loài cá khác nhau. Tiếp theo là phần xem quảng cáo. Ở đây thì một ngày bạn sẽ có là 6 quả trứng và 6 quảng cáo khác nhau. Bạn hãy bấm vào quả trứng để xem quảng cáo và nhận tiền. Tiền ở đây có thể là PayPal hoặc là Google Play. Để tránh mất thời gian của các bạn nên là mình sẽ không bấm vào để xem quảng cáo, nhưng mà bạn là người chơi thì bạn hãy bấm vào xem quảng cáo để bạn nhận tiền nhé. Tiếp theo thì cái game này chơi như thế nào thì mình sẽ chơi thử game cho bạn luôn. Bạn hãy can làm sao để bấm vào đúng chính giữa thì để bạn sẽ nhận được là nhiều tiền nhất. Vừa rồi thì mình đã vừa ăn được một PayPal. Tí nữa mình sẽ mở cho các bạn xem được là cái thường cái tiền PayPal này mình sẽ nhận như thế nào nhé. Ok, thì lúc nãy mình vừa mới câu được PayPal. Thì cái đồng PayPal này mình câu thì mình phải xem quảng cáo bạn mới nhận được tiền. Bạn phải xem quảng cáo bạn mới nhận được là đồng PayPal. Ở đây thì mình nhận được là 0,05 PayPal. Mình sẽ ấn vào xem quảng cáo là nhận tiền. Đấy, mình vừa nhận được là 0,05 PayPal, nó vừa cộng vào ví của mình. Vừa rồi mình vừa review cho bạn một con app kiếm tiền cực kỳ là uy tín nhá. App này kiếm tiền hoàn toàn miễn phí, bạn không phải bỏ ra bất kỳ đồng nào cả. Bạn chỉ việc bỏ thời gian công sức của bạn ra để chơi game kiếm tiền mà thôi. Nếu như bạn thấy video hữu ích, đừng quên cho tôi một like, một subscribe kênh YouTube để tôi đạt được nút bạc nhanh nhất. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.